Nhưng đối với các pháp thì không sanh không diệt, vì lấy tánh của pháp trụ làm định lượng, thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đối với tất cả pháp không sanh không diệt. Vậy thì tại sao khi các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu về các hữu tình, phải hành bố thí, giữ tịnh giới, chịu an nhẫn, siêng năng tinh tấn, nhập tịnh lự, tu Bát Nhã? Phật dạy, thiện hiện các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu duyên với trí nhất thiết trí, vì các hữu tình nên hành bố thí, giữ tịnh giới, chịu an nhẫn, siêng năng tinh tấn, nhập tịnh lự, tu Bát Nhã. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tức là tu sáu pháp Ba La Mật Đa mau được viên mãn, cũng tu từ bi hỷ xả của Bồ Tát mau được viên mãn. Nhờ vậy mau đắc trí nhất thiết trí cho đến hồi tòa Bồ Đề, không bao giờ xa lìa sáu pháp Ba La Mật Đa, tức là không xa lìa trí nhất thiết trí. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí thì phải siêng năng tinh tấn tu học sáu pháp Ba La Mật Đa, phải siêng năng tinh tấn tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa như vậy thì tất cả căn lành mau được viên mãn, mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên này thiện hiện, các đại Bồ Tát luôn luôn tương ưng với sáu pháp Ba La Mật Đa không được tạm rời. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào để đại Bồ Tát luôn luôn tương ưng với sáu pháp Ba La Mật Đa không được tạm rời? Phật dạy, thiện hiện nếu đại Bồ Tát như thật quán sắc chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, như thật quán thọ tưởng hành thức chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, nói rộng cho đến như thật quán trí nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, đại Bồ Tát ấy luôn tương ưng với sáu pháp Ba La Mật Đa không bao giờ tạm rời. Lại nữa này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát luôn nghĩ ta không nên trụ vào sắc, cũng không nên trụ vào phi sắc, nói rộng cho đến ta không nên trụ vào trí nhất thiết trí, cũng không nên trụ vào phi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì sắc chẳng phải trụ, chẳng phải được trụ, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng chẳng phải trụ, chẳng phải được trụ. Đại Bồ Tát ấy luôn tương ưng với sáu pháp Ba La Mật Đa không bao giờ tạm rời. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát dùng phương tiện vô trụ ấy tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa thì đại Bồ Tát ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, như người muốn ăn quả xoài quả na, trước tiên phải lấy hạt của nó trồng ở ruộng đất tốt, theo thời gian chăm bón săn sóc sửa sang, lần lần nó phát triển mầm chồi thân cành lá, gặp thời tiết hòa hợp nó trổ hoa kết trái, sau khi quả chín hái ăn. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trước tiên phải học sáu pháp Ba La Mật Đa, lại đem bố thí ái ngữ, lại hành đồng sự để giúp đỡ các hữu tình, giúp đỡ họ rồi dạy bảo họ an trụ vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, khiến họ an trụ vào pháp phần Bồ Đề như bốn niệm trụ, vân vân. Sau khi an trụ được giải thoát tất cả khổ lớn sanh tử, chứng đắc an lạc thường trụ tịch tĩnh, Bồ Tát ấy sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đến tận đời vị lai, luôn làm lợi ích cho tất cả. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với các pháp không muốn nhờ vào duyên pháp mà là tự khai ngộ, muốn thành thủ các hữu tình, muốn trang nghiêm thanh tịnh được cõi Phật, muốn an ổn ngồi tòa Bồ Đề vi diệu, muốn chinh phục ác ma, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, muốn chuyển pháp luân độ chúng hữu tình, thì nên học sáu pháp Ba La Mật Đa, dùng bốn nhiếp pháp làm phương tiện để hộ trì các loài hữu tình, giúp họ giải thoát các khổ sanh tử. Khi Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu học như vậy thì nên luôn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật dạy Bồ Tát nên siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa ư? Phật dạy, thiện hiện đúng vậy, đúng vậy. Ta nói Bồ Tát nên siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp
Muốn được tự tại thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, có đầy đủ oai lực lớn, có thể làm cho các đại Bồ Tát được tự tại đối với tất cả pháp. Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là cửa mà các pháp lành hướng đến, ví như biển lớn là cửa của tất cả dòng nước chảy về. Cho nên này thiện hiện, hoặc thiện nam thanh văn thừa, hoặc thiện nam độc giác thừa, hoặc thiện nam bồ tát thừa, đều phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Thiện hiện nên biết, khi các đại bồ tát siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, thì cũng phải siêng năng tinh tấn tu học bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến siêng năng tinh tấn tu học trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, ví như người bắn giỏi, mặc áo giáp kiên cố, cầm cung tên tốt, không sợ kẻ thù. Cũng vậy, các đại Bồ Tát giữ gìn phước tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, làm cho quân ma, ngoại đạo và những đoạn phái khác không thể nào thắng được. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình, thì phải siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì được chư Phật Thế Tôn ở quá khứ, vị lai, hiện tại luôn luôn hộ niệm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát thường siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tức là tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, nên được chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí như thế nào để được chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm? Phật dạy: Thiện hiện, khi đại Bồ Tát ấy tu hành bố thí Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, quán bố thí Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí đều bất khả đắc, nên được chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại cùng hộ niệm. Lại nữa, này thiện hiện, chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, mặc dù thường hộ niệm đại Bồ Tát ấy, nhưng không lấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí để phát sanh hộ niệm, vì sắc cho đến trí nhất thiết trí bất khả đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát mặc dù nhiều học xứ, nhưng không có học xứ. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Các đại Bồ Tát mặc dù nhiều học xứ, nhưng không có học xứ. Vì sao? Vì thật sự không có pháp nào để chúng đại Bồ Tát tu học.